Cà Chua xin chào tất cả các em. Các em ơi, hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi, ngày 1 tháng 6 là ngày lễ dành cho các em đó. Cho nên hôm nay chị Cà Chua sẽ dẫn các em đi ăn gà lắc nhé. Nào, chúng ta hãy vào đây. Món gà rán thì chắc hẳn là rất là quen thuộc đối với tất cả các em rồi đúng không? Chị thường ăn gà rán ở KFC nè, gà Lotte nè. Nhưng mà các em biết sao không? Chị theo dõi Facebook của chị Halloween á, thì một lần chị tình cờ thấy chị ấy post một status là đi ăn gà rán ở chỗ này rất là ngon. Cho nên hôm nay chị Cà Chua quyết định là sẽ dẫn tất cả các em đến đây để ăn thử gà lắc xem như thế nào nhé. Chị ơi, cho em ở đâu hả? Cái này là theo combo đúng không chị? Dạ đúng rồi. Vậy thì cho em hai đùi hai cánh. Là một combo là cho em một cái sốt tương tỏi, một sốt yummy, sốt chua ngọt, sốt đặc biệt là sốt gì vậy? Sốt đặc biệt là cay mà. Em không ăn cay được mấy, chị cho cay ít được không? Không ăn cay được mấy thì mình có thể dùng sốt Thái. Vậy hả? Vậy cho em cái sốt Thái. Là 4 loại sốt chị ha? Dạ đúng rồi, 4 loại sốt. Và sau khoảng 10 phút chờ đợi thì những món chị order đã lên trên bàn này rồi. Bây giờ chị sẽ giới thiệu từng món cho chúng ta cùng xem nhé. Đầu tiên là chị có một đùi, một cánh chiên. Sau đó lại thêm một đùi, một cánh sốt vơ tỏi. À bên này là hoành thánh lắc phô mai nè. Đây là khoai tây lắc phô mai. Và đây là bốn loại sốt. Chị đã kêu bốn loại sốt. Đầu tiên là sốt yummy, sốt tương tỏi, sốt Thái và sốt chua ngọt. À, quên một món cực kỳ quan trọng, đó chính là ly trà sữa ngọc trai này nè. Chị rất là thích uống trà sữa. À, lát nữa chị uống thử xem đây trà sữa có ngon không nhé. Nào bây giờ xin mời tất cả các em hãy cùng thưởng thức bữa tiệc nhân ngày mùng 1 tháng 6 này của chị nhé. Chúng ta có một bộ dao và nĩa ở đây, nhưng mà chị xin phép các em cho chị dùng tay để ăn nhé. Tại vì chị cảm thấy dùng tay ăn nó ngon hơn đó. Đầu tiên chị sẽ ăn thử cái món gà rán này xem thế nào nhé. Đây là gà rán truyền thống. Chị sẽ chấm sốt yummy trước. Miếng đầu tiên đã thấy nó ngon rồi đó. Cái miếng da rất là giòn luôn. Nó mỏng nhưng mà nó cực kỳ giòn. Và thịt thì rất là thơm. Thịt gà cực kỳ thơm luôn. Cái món sốt yummy này nè, hơi cay cay thôi. Bây giờ chị thử ăn sốt tương tỏi xem như thế nào nhé. Sốt tương tỏi này rất là thơm mùi tỏi luôn. Và nó không có cay. Bạn nào không ăn cay được thì nên gọi cái sốt tương tỏi này nè. Nó thơm mùi tỏi, thơm mùi tương á. Bây giờ chị thử sốt chua ngọt. Sốt chua ngọt này cũng rất là ngon. Nó vừa chua chua, vừa ngọt ngọt và hơi mặn một tí. Bây giờ chúng ta sẽ chấm thử sốt Thái nhé. Thấy có vẻ có nhiều ớt, không biết có cay không ha. Có khá là nhiều ớt nhưng mà cũng không có quá cay lắm. Chị là người không ăn được cay, nhưng mà sốt như vậy thì chị vẫn có thể ăn được. Sốt Thái này thì nó vị hơi lại là một xíu, là vừa có chua, vừa có ngọt, vừa mặn, vừa cay. Tiếp theo chị sẽ ăn thử cái món này nè. Món này gọi là hoành thánh lắc phô mai. Nghe nhiều bạn khen lắm mà chị không biết có ngon không. Chị chấm sốt tương tỏi đi. Món hoành thánh sốt tương tỏi của chúng ta rất là thơm vị phô mai nè. Và hình như bên trong có sốt mayonnaise rồi đó. Bên ngoài lớp bột rất là giòn và cực kỳ béo ngậy luôn. Nó hòa quyện giữa
sự béo của sốt mayonnaise và một tí tí béo của phô mai nữa. Ăn vừa thơm vừa béo, rất là ngon. Bạn nào mà thích ăn kiểu này thì chắc là sẽ rất là mê món này. Và bạn nào mà không thích ăn béo thì chắc là không thích lắm đâu. Tiếp theo, chị sẽ ăn thử cái món này. Món cực kỳ yêu thích luôn của chị đó. Wow, khoai tây chiên rất là giòn, đậm mùi khoai tây luôn. Và còn thêm một lớp bột phô mai áo phía bên ngoài. Ngon, rất là ngon luôn. Và bây giờ, còn món này chị chưa ăn nè. Món này các em biết là món gì không? Nó cũng là gà chiên truyền thống đó, nhưng mà chị đã nhờ chị nhân viên sốt cái tương tỏi này lên. Chị nghe nói là nếu như mà chúng ta nhờ nhân viên sốt cái tương tỏi này lên á, thì món gà của chúng ta sẽ đậm đà hơn một tí so với chấm tương tỏi đó. Chị ăn thử nhé. Chị cầm tay nè, các em thông cảm nhé. Theo như cảm nhận của chị thì món này vì đã được sốt tương tỏi lên rồi, cho nên là chắc chắn là nó sẽ không giòn giống như cái món gà chiên truyền thống rồi, đúng không? Nhưng mà cái vị nó đậm đà hơn rất là nhiều so với món gà chiên truyền thống. Và rất là thơm mùi tỏi luôn. À, còn món cực kỳ quan trọng, nãy giờ chị quên mất. Bây giờ chị sẽ uống thử xem cái vị có ngon không nhé. Vị trà sữa rất là đậm đà, béo vị sữa, thơm mùi trà, nhưng mà nó lại không có ngọt quá, đúng với sở thích của chị luôn. Tại vì chị không thích uống trà sữa ngọt. Và cái thạch thủy tinh của chúng ta ở bên trong này nè, rất là dai và giòn, uống rất là thích. Vậy là hai anh chị đã xử hết tất cả các món đã order rồi. Ồ, no quá. Theo như cảm nhận của chị cà chua thì ở đây món nào cũng rất là ngon luôn. Đặc biệt nha, là những cái món nước sốt này nè. Nước sốt này á hả, mỗi món đều có cái vị riêng của nó. Người ăn cay được thì kêu những món cay, còn người không ăn cay được thì kêu những món không cay. Và nó đều ngon. Và bây giờ chị đã hiểu tại sao mà chị Harry Won và anh Trấn Thành có thể ăn được 8 cái. Và hôm nay, nhân ngày mùng 1 tháng 6, quốc tế thiếu nhi của tất cả các em, chị Cà Chua xin chúc tất cả các em có thật là nhiều niềm vui và thật là nhiều sức khỏe để học tập tốt nhé. Video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bye bye các em, hẹn gặp lại các em những video sau.